bi trong tư thế thiền định. Con đường hành trì cốt lõi đưa đến sự chứng đắc trí tuệ bậc nhất của Bồ Tát Tất Đạt Đa, bên cạnh những thắng duyên từ vô lượng kiếp. Ngài là một biểu tượng tinh yếu của trí tuệ và lòng từ bi vô hạn đối với các tri thức gia lỗi lạc thế giới mỗi khi nhắc đến Ngài. Bên phải của chánh điện là tôn tượng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, là biểu tượng của trí tuệ vượt bậc, với tay cầm thanh kiếm biểu thị trí đức. Ngự trên sư tử là biểu thị công năng của trí tuệ. Trí tuệ sáng suốt phá tan tất cả vô minh, hắc ám. Bên trái là tôn tượng Đức Phổ Hiền Bồ Tát, là biểu tượng của hạnh nguyện rộng lớn, phổ hóa khắp mười phương pháp giới, tùy mong cầu của chúng sanh mà hiện thân cứu độ. Hai tôn tượng bằng đồng uy nghi, trầm mặc, tôn trí hai bên của Đức Thế Tôn như hai cánh tay đắc lực của Ngài giúp độ trì cho hàng Phật tử khi đến với con đường nhiệm màu của chánh pháp. Án thờ phía trước là dung tướng của Tam Thế Phật, ba vị Phật của thời quá khứ, hiện tại, tương lai, với nét thanh thoát từ bi trong từng ánh mắt nhìn xuống quan sát chúng sanh, nụ cười hiền từ xoa dịu bao nỗi khổ nơi biển trần gian luân hồi sinh tử. Quý Ngài ngồi đó uy nghiêm an tịnh, lớn lao cao vời. Chúng con như những hạt bụi nhỏ bé li ti, cứ quay cuồng trong vòng quay của lốc xoáy. Chợt giật mình khi quỳ dưới đài sen, thấy rõ hư không ùa vào trong từng hơi thở của kiếp người. Quá khứ đã qua đi, tương lai thì chưa đến. Hãy sống trong từng giây phút hiện tại, trân trọng phước duyên lành, gặp Phật và luôn giữ tâm hướng pháp Phật. Thì quá khứ, hiện tại hay vị lai, ta sẽ luôn có được an lạc bên mình. Phía trước tôn tượng Tam Thế Phật còn có Đức Bồ Tát Di Lặc, mang hoan hỷ từ nụ cười rất tươi, vực dậy niềm tin và sự lạc quan cho đàn chúng trong thời mạt pháp. Dừng chân đọc hai câu đối được tôn trí trong chánh điện và cùng suy ngẫm thông điệp chuyển tải. Phật như tánh hải, nhất vị đồng nguyên, sơ loan bào ảnh phù trầm sanh diệt, hà tầng xuất một. Đà La Ni Môn thiên trùng tế ngữ, lục kính sương đài tĩnh mặc viên âm na xứ đoạn thường. Câu thứ nhất là Phật như tánh hải. Phật giống như là cái tánh, giống như là nước bốn biển, nhất vị đồng nguyên, lúc ban đầu nó cùng là một cái bản thể, một cái bản chất. Sơ loan bào ảnh phù trầm, lúc ban đầu nó có thăng có trầm, có sinh có diệt, nhưng mà rồi sinh diệt hà tằng xuất một, chưa có từng sinh chưa có từng diệt. Cho nên cái tánh của Phật giống như là nước bốn biển, dù cho lúc ban đầu hay dù cho đến cuối sông thì cái nước đó nó vẫn giữ lấy một cái tánh nguyên vị của nó. Đà La Ni Môn tức là cái pháp môn Đà La Ni, thiên trùng tế ngữ, nó bao trùm hết tất cả cái vạn loại pháp giới chúng sinh hữu tình. Lục kính sương đài tĩnh mặc có nghĩa là nói lên một cái sự thăng trầm, nói lên một cái sự thay đổi, nói lên một cái sự thiên lưu thiên biến, nhưng mà rồi chưa từng có cái sự không, chưa từng có sự thăng và chưa từng có sự diệt. Đó là cái ý mà Ôn Tuệ Sĩ đã làm hai câu đối để tặng cho chùa Phật Đà. Tạo điểm nhấn trong họa tiết sinh động của chùa là bao lam khảm dáng rồng vàng uốn lượn giữa những vần mây. Tác phẩm điêu khắc phần nào làm sáng lên không gian của chánh điện với màu vàng uy đức. Hai bên thành tường của chánh điện có những bức phù điêu chạm trổ hình rồng, hoa sen, cũng mang đến nhiều cuốn hút và trải nghiệm cho người thưởng thức.
đối diện với đài thờ Phật là mảng tường Pháp với nhiều khung xà cừ khắc những bài kinh Pháp cú mà Đức Phật đã thuyết. Lời vàng mộc mạc bình dị, kinh Pháp cú rất gần gũi với đời sống của mỗi người. Từng bài kinh ngắn nhưng đầy ý nghĩa, đọc vào sáng tâm ngay và biết rõ đường đi. Phật thuyết mỗi bài kệ như thế là mỗi một vấn đề chúng ta đã và đang gặp trong cuộc sống. Vì thế khi học những lời kinh này sẽ giúp chúng ta biết đâu là nẻo chánh để tâm mình hướng đến. Nghiệp dữ của mình cũng được dừng lại từ đây khi hành động theo lời dạy thiêng liêng này. Hậu điện tiếp nối sau chánh điện, nơi thờ Đức Tổ Bồ Đề Đạt Ma, vị tổ thứ 28 sau Phật Thích Ca Mâu Ni, đồng thời là sư tổ võ phái Thiếu Lâm Tự và Thiền Tông Trung Hoa. Bên cạnh đó, hương án còn thờ các vị cao tăng thạc đức của Phật giáo Việt Nam, những vị Bồ Tát hiện thân giữa đời với hình tướng của một sứ giả Như Lai, đóng góp rất nhiều giá trị cho đạo Pháp và dân tộc. Lặng lẽ theo những thăng trầm của cuộc sống như đóa hoa sen hương ngát giữa bùn lầy. Bên trái của hậu điện, tôn trí tượng Bồ Tát Quán Thế Âm được điêu khắc bằng gỗ cao 2,5 mét. Ngài ngự trên thân rồng thiên bên dáng trúc quen thuộc. Phía sau Bồ Tát là khối gỗ lớn liền tượng khắc nguyên bài kinh Bát Nhã. Bên phải hậu điện là dung tướng của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát ngự trên tòa sen, tay cầm Minh Châu và Thanh Tích Trượng. Ngài mang hành nguyện cứu khổ và độ thoát cho chúng sanh ra khỏi địa ngục. Do vậy, xung quanh Ngài có nhiều bài vị của hương linh được gia đình gửi gắm để nương tựa vào thiện pháp khi ở cõi vô hình. Nương nhờ năng lực từ bi của chư Phật tiếp dẫn mà mau chóng siêu thoát. Hòa thượng trụ trì Thích Nguyên Siêu dù bận rộn nhiều với công tác Phật sự của giáo hội nhưng vẫn luôn quan tâm đến sinh hoạt và tu tập của chùa. Ngoài các thời công phu và tụng kinh mỗi ngày của chùa, các hoạt động nơi đây đều có lịch định kỳ hàng tuần, hàng tháng cho chư tăng, ni và Phật tử như khóa an cư kiết hạ, khóa tu bát quan trai, v.v. Chùa có gia đình Phật tử Hoa Nghiêm và ban hộ niệm Phật Đà thường xuyên có mặt trong các chương trình tu tập và hoạt động từ thiện bằng tinh thần trách nhiệm và phụng sự đối với cuộc đời. Vào các ngày đại lễ Phật giáo trong năm như lễ Phật Đản, Vu Lan, lễ Phật Thành Đạo, v.v. các pháp hội Đại Bi, pháp hội Địa Tạng, pháp hội Liên Trì được chùa tổ chức trang nghiêm, trọng thể, chu đáo cho đông đảo chư tăng ni và Phật tử vùng Tây Nam Hoa Kỳ về tham dự. Trong tháng 8 năm 2013 và tháng 5 2014 vừa qua, Hòa thượng Thích Nguyên Siêu được giáo hội ủy nhiệm với vai trò trưởng ban tổ chức cũng đã thực hiện thành công khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 3 và 4 cho quý tăng ni cùng Phật tử khắp nơi của Mỹ và các nước về tu học. Việc tổ chức tốt đã mang đến nhiều giá trị tâm linh cho người cầu đạo, đồng thời để lại nhiều dấu ấn khó phai cho những ai được tham dự chương trình. Chùa tuy không lớn, nhưng tấm lòng rộng mở bao la. Có đến đây mới cảm nhận hết được nguồn năng lượng dạt dào này. Nhất là vào mỗi buổi chiều hôm, khi ánh nắng bắt đầu dịu xuống, từng bóng dừa cao dạt dào tán lá, từng cụm trúc xanh đưa lá trúc in vào tường,
màu vàng nhạt của tường cùng bóng cây như đưa con người về ký ức của miền quê theo những ngày xưa yêu dấu. Hương quê yên bình, lặng ngắm sâu theo bóng nắng chiều đưa, để rồi ùa về hương của gió, hương rơm rạ, hương cỏ nội, hương đất ruộng đồng. Và cứ thế, bình yên về trong ta từ ánh mắt, để rồi trải lòng mình chiêm nghiệm cõi vô thường. Thời gian lặng trôi, hiện hữu đôi bờ cỏ dại, như bâng khuâng, như diều dặt, rạp mình nương theo chiều gió, thiên thu, thù tạc, một kiếp nhân sinh. Mỗi người sinh ra trong đời, dù khác biệt nhau về nhiều mặt, nhưng đều có chung một ước muốn, đó là mong muốn cuộc sống được hạnh phúc, an toàn và bớt những khổ đau. Nhưng để đạt được điều ấy, chỉ có thể khi con người được thấm sâu nguồn đạo lý chân chính của pháp tối thượng nhiệm màu. Không xa xôi, không cầu kỳ, không huyền ảo mà đầy tinh tế, khoa học, gần gũi, chân tình trước mắt. Đó là những lời dạy sáng trong qua mọi thời đại của một nhân vật lịch sử vĩ đại có thật trên cuộc đời này, Đức Thích Ca Mâu Ni. Ai rồi cũng sẽ phải có lúc quay về tìm lại tự thân. Và xin đừng quên, mái chùa luôn lặng lẽ đợi chờ, rộng mở đón bao trái tim đang cuộn trào trong thử thách. Nơi ấy cho ta những lời dạy nhiệm màu của Phật, tình thương của Tam Bảo, của đại chúng, để ta chuyển hóa tâm mình mà thảnh thơi trong ràng buộc, tự tại trong khổ đau. Như một đóa hoa sen mọc lên từ bùn, dâng hương dâng sắc cho đời thêm xinh. Nụ hoa lung linh, dáng hoa diễm kiều, lá hoa trải mình khỏa lấp hôi tanh. Quý vị và các bạn thân mến, việc tìm hiểu về quá trình lịch sử hình thành và phát triển cũng như là đường hướng hoạt động của mỗi ngôi chùa là vô cùng quan trọng đối với tất cả quý vị Phật tử. Hy vọng rằng với những hình ảnh vừa rồi sẽ giúp ích rất nhiều cho tất cả quý vị trong việc tìm kiếm điểm tựa tâm linh cũng như là những giá trị văn hóa của dân tộc tại nơi đất khách. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.